9k thôi. Rồi đây là cái dòng này ha. Rồi bây giờ hàng qua một cái dòng nữa cho mọi người. Hai cái dòng này là hiện tại đang có cái giá rất tốt. Giá cực tốt luôn. Hàng để trong giỏ hàng, xíu nữa hàng quay lại cho mọi người. Hai dòng này là cái dòng này là cái dòng bán cực chạy ở trong mùa hè luôn mọi người. Dòng này cũng vậy, bởi vì hai cái dòng này nó có cái chức năng đó là diệt ve bụi. Cái con mạt đó mọi người, con mạt mà gây kích ứng da, gây ngứa da của tụi mình đấy. Mà mùa hè nó nóng nực mọi người hay bị ngứa ngáy. Cho nên là cái dòng này là dòng bán chạy lắm. Bán chạy mùa hè lắm. Đây này, dòng xịt nhá mấy bạn. Là mình có sử dụng cái nước da thông thường của mình thì cũng được. Sau đó mọi người mua về mọi người xịt lên. Xịt lên chăn ga gối nệm. Xịt lên những cái thảm, đặc biệt những cái gia đình nào nuôi thú cưng hoặc là có trẻ, có em bé á, thì mọi người cố gắng vệ sinh kỹ để em bé đỡ bị ngứa nhá. Rồi, hàng qua một dòng nữa nào. Đây, có quà hả em? Dạ, cái này mua một tặng một luôn. Ừ, mua một hộp tặng một hộp này luôn. Dạ, á. Em có hai hộp ở đây không? Em xem có hai hộp này không? Để cầm hai hộp cho nó đã. Không có phải không? Không có không sao. Ừ, không có thì không sao. Mua một tặng một cho chị Dương Giá. Mua một tặng một, làm sạch đến 10 lớp gấp 10 lần, trời đất ơi. Đó. 239 đúng không 2, chị? 1 tặng 4. Còn 1 tặng 4. Aperture, còn 1 tặng 4. 184 ngàn. 184 ngàn hai hộp á? Dạ đúng rồi. Cái này nè mọi người, là nó sẽ hỗ trợ kháng chuyên nè. Mọi người thấy kháng chuyên có nghĩa là hỗ trợ kháng khuẩn. Và nó không có làm ảnh hưởng đến màu sắc quần áo của tụi mình nhá. Là một cái dòng mà làm sạch tốt nhưng không ảnh hưởng đến màu sắc quần áo và hỗ trợ kháng khuẩn. Mua một hộp tặng một hộp. Một hộp này là 36 viên đúng không em? 4 in 1. Mày mở ra cho chị đi nhá. Mày đưa chị mày mở luôn. Chị cũng mở ra cái móng tay của chị. Đây. Rồi. Một hộp này. Đây đổ ra. Đây hàng đếm nha. Em đếm vậy coi có đúng 36 viên rồi. Đếm mới được. 36 chắc không? Mua một tặng một, cái này rẻ mọi người ơi. Cái này rẻ. Cái này rẻ. À, một viên mọi người có thể giặt cho khoảng tầm là từ 3 kg cho đến 5 kg quần áo. Và giống như hồi nãy hàng có nói á, tùy theo chất liệu quần áo và chất liệu vải. Có chất liệu vải nó ít lên bọt và nó rất khó lên bọt. Có chất liệu vải lên bọt rất là nhiều. Như là đối với những cái dòng chất liệu vải mà lên bọt kém thì mọi người sẽ bỏ thêm vô nữa nha. Còn trung bình của nó sẽ là từ 3 cho đến 5 kg cho một viên nước giặt nhá, cho một viên giặt nè. Rồi, cái này nè, hàng đếm thử xem bao nhiêu viên. Báo 36 viên, 1 viên nè. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Ô, sao thấy ít vậy em? Đúng 36 viên vậy? 11, 12, mày nói chị rung vậy? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Chắc cũng đủ đấy. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ê, 35, 36 đủ nhá. Đủ mọi người ạ. Đúng rồi, giặt máy nào cũng được. Bởi vì mọi người chỉ cần quăng trực tiếp vô cái lồng máy giặt của tụi mình là nó tự quay rồi. Một hộp 36 viên, 4 trong 1. Mua một hộp, tặng một hộp cùng loại. Tức là mọi người sẽ nhận về hai hộp tất cả với giá 100 mấy em hả? 184. 184 ngàn hai hộp, cái giá này rẻ. Giá này rẻ nha. Tại vì nó là mua một tặng một đó mọi người. Đúng rồi, mua một hộp tặng một hộp cùng loại luôn. Gội đầu được nha, cái này gội đầu xong rồi hói nha, đừng có la nha. Không có ai mà đem nước giặt đi gội đầu hết trơn á. Có mà ví dụ như mà tiết kiệm tiền đi ra ngoài ngoài tiệm cạo đó thì gội cũng được. Đó. Chứ mà không có ai mà đem cái này đi để gội đầu hết trơn. Cái bà nào đó không biết nó đi vô nó cái gì không. Quý này, đây. Hết câu trò á. Bao nhiêu tiền đó mọi người mua hai hộp bao nhiêu tiền đó mọi người? Rồi nó lên 244 à. Đấy, hết voucher mấy bà nhanh tay nè. Nhanh tay không là áp voucher vô nó về giá deal thôi nhá. Là nó sẽ về giá deal rồi đấy. Đó, bây giờ là lên 184, lên 1244 rồi nè. Đấy, em ơi 39. Sao 39 rồi em, sao lên cao chứ gì? Báo đó, 244 à. 244 đấy mua một tặng một mọi người ơi, mua một tặng một nhá. Bạn nào đang có voucher mọi người nhanh tay áp vô, hoặc là mọi người nhanh tay mua, không là voucher sẽ hết nhá. Nó hết voucher mất tiêu là toi mình mất, là toi mất, là mình mua với cái giá nó cao hơn mất. Mặc dù là cái giá deal của nhãn hàng cho đã rẻ rồi nhưng mà có thêm cái voucher nữa là rẻ hơn thì mình xài càng rẻ càng tốt. Càng rẻ càng tốt chứ. Đây, 4 trong 1, làm sạch mặn, nó làm sạch mặn, lưu hương thơm. Và có một cái ưu điểm của nó, đó là nó không có làm thay đổi cái màu sắc quần áo của tụi mình. Không làm thay đổi màu sắc quần áo nhá. Em mình phải hướng lại cái này, đối xứng lại phải không?
Đây. Đây 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 đây. Hết voucher hả em? Voucher TikTok shop. Còn voucher TikTok shop đúng không? Hết voucher TikTok shop, còn voucher của shop. Còn voucher của shop, voucher của TikTok shop là hết deal của TikTok shop rồi mà đúng không? Dạ. Ôi, mọi người ơi, cái này xài đã đâu rồi bà nào xài á? Cái này xài đã lắm nè, đâu rồi ta? Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi. Giá có rẻ luôn so với giá gốc. Bên Singapore muốn mua khoảng 500 hả, sao mắc vậy? Bên Singapore bán này bao nhiêu tiền vậy em? Mắc hả? Mắc. Bên Singapore mắc lắm hả? Bà ở Singapore hả? Bên Nhật cũng dùng. Bên Nhật cũng dùng, nổi. Cái thương hiệu này nó rất là nổi. Cái thương hiệu này nổi ở Trung, rất nổi luôn. Rồi Nhật, Singapore, mọi người ạ, à, rất là nổi luôn. Và ở bên Trung là phải nói là nó bùng nổ, nó khủng khiếp cái thương hiệu này đó mọi người ạ. Rồi một hộp của nó là 36 viên nhá. Một hộp của nó sẽ là 36 viên tất cả nè. Mua một hộp, mọi người được tặng một hộp thơm nhá. Thơm, mua một hộp tặng một hộp. Mỗi hộp 36 viên, hai hộp là 72 viên à. Hai hộp là 72 viên. Một viên là các bạn có thể sử dụng cho khoảng tầm từ 3 cho đến 5 kg quần áo và sẽ tùy theo chất liệu. Với những cái chất liệu nó ra bọt nhiều mình không cần phải bỏ thêm. Nhưng với những chất liệu mà nó khó tạo bọt đó mọi người thì mình vẫn cứ thêm vô một xíu nhá. Để cho nó hỗ trợ sạch tốt hơn. Hết rồi kìa em ơi. Hết rồi. Cái hũ đó hết rồi. Mua một tặng một đó. Bịch 40 viên. Bịch 40 viên bao nhiêu tiền em? Cũng bằng giá luôn. Ê cái này 36 viên, cái này 40 viên bằng giá hả? Là bởi vì có một cái hộp, một cái là bịch. Cái hộp thì nó sẽ tiện hơn để người ta cũng, à, Ok. Tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn. Cái này mua một bịch cũng tặng một bịch luôn. Dạ. 184. 184.000 một bịch. Dạ. Mua hai bịch là cũng 184 luôn. À không, hai bịch là 184. Phải thì có 184.000 hai bịch đó. Mỗi bịch 40 viên nhá mọi người ơi. Cái này dùng để giặt tay được, giặt máy được. Cũng là 40 viên, cái này 40 viên hả? Dạ đúng rồi. Là cái này còn nhiều hơn nữa nè mọi người. Dạ. Bao nhiêu tiền mọi người đang thấy bao nhiêu tiền đó mọi người ơi? 184.000. Một bịch 184.000 đúng không mọi người? Tặng thêm một bịch nữa. 184 là có voucher em ơi, còn nó sẽ là 239. Nhanh không hết mất tiêu, cái stock nó ít lắm. Ủa, mình bỏ ra mình đếm mà ta. Cái stock nó ít lắm em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 thiệt. 40 thiệt mọi người ơi, đúng là 40 viên thiệt nha. Tổng cộng là 40 viên. Mua một bịch tặng một bịch, tổng cộng mọi người nhận về tay 80 viên, giá là 200. Thấy cô trời đó lên còn 192 rồi. Rồi 192 nhanh tay không nó về giá mọi người ơi. Nhanh tay không nó về giá mất. Dòng này thơm, cái mùi thơm nó thanh thanh đó mọi người. Mùi cái mùi thơm thanh này mọi người không có cảm giác là nó bị khít ở ngoài cái gì ta, nó bị khét mũi hả chị? Nó hít á, kiểu như nó nồng á. Nó không có bị nồng nói sao ta, nó bị cay mũi hả? Không phải cay em gì cay. Ý là nó không hết mất tiêu luôn. Hết rồi cái kè thấy chưa? Xíu nữa hàng lên dòng nữa mọi người phải mua lẻ không hết nha. Bởi vì hôm nay là cái hàng Finlay độc quyền quá hàng. Hàng xin được giá tốt lắm nhưng mà stock thì nó hơi ít đó mọi người. Hết rồi em ơi, em đưa dòng tiếp theo cho chị đi. Mày cho cứ như xóm đẻ vậy em có chút xíu à. Đây đúng không? Ủa đây